Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Tiền Giang. Alo. Dạ em nói chuyện. Dạ em chào, xin chào vâng, nhà xin tâm chào thính bạn. ạ. Dạ. À, tôi là người dẫn chương trình của Cửa sổ tình yêu. Câu chuyện của bạn là dạ. gì vậy? À, chị cho em hỏi nè, thế em cũng như em có hồi trước khi em có gia đình đó chị. Em vâng. đã có chồng nhưng mà em đã ly dị chồng em rồi. Vâng. Rồi em gặp cái anh này, anh em sống với anh là anh chưa có ly dị vợ anh. Vâng. Anh nói với em là thôi giờ anh sống với anh cũng bên Phúc, thôi giờ về sống với em. Thì em vẫn sống là được 2 năm rồi đó chị. Vâng. Nhưng mà em thấy cũng như 2 năm anh về anh lo lắng cho em cũng nhiều lắm. Nhưng mà một ngày gần đây với anh nói với em, mẹ thôi giờ anh còn đứa con, rồi em để anh phụ gia đình, em phụ gia đình đi rồi anh lo cho con anh đám cưới em đầu xong xuôi đi. Vâng. Rồi đâu đó rồi anh sẽ lo cho em. Rồi ảnh khi ảnh về với gia đình của ảnh thì em hỏi lại gia đình của ảnh là em hỏi má ruột của ảnh là má như vợ ảnh, má thấy vợ ảnh có còn thương ảnh không. Vâng. Bà nói với má ruột ảnh nói là tao thấy với nó bình thường không có gì hết. Vâng. Rồi em nói, em về nói ảnh tại sao mà anh giấu em, anh má nói với anh với vợ anh là bình thường mà sao anh nói với em là vợ anh không còn thương anh nữa. Rồi khi anh về nhà mà ảnh em điện thoại cho ảnh thì ảnh sợ hay gì ảnh không dám nói chuyện, chỉ nói chuyện như 1-2 tiếng nói là anh đã tắt máy em rồi. À vâng. Rồi cái em giận quá, giận có đôi lần anh cự lại, em nói với ảnh là anh có sợ vợ anh quá, anh thương vợ anh quá thì anh về anh sống với vợ anh đi. Rồi ảnh nói em là em nói cũng đúng, em nói tầm bậy không à. Rồi ảnh nói em là xong công việc anh sẽ đi về liền. Nhưng mà em thấy không biết rồi em tính hỏi nhà tâm lý cho em biết cái như em sống với ảnh như vợ ảnh thì ảnh không thôi đức. Vâng. Ảnh cũng vẫn sống với vợ ảnh, ảnh nói anh không sống với vợ anh về anh vì con thôi, anh không sống với vợ anh nữa. Vâng, hiện nay thì là anh ấy sống ở nhà vợ với vợ anh là chính thức đúng không ạ? Và thỉnh thoảng qua lại chỗ nhà bạn thôi đúng không ạ? Không, ảnh vợ anh về ở bên nhà em là chính thức, còn ảnh À. lâu lâu anh về bên nhà vợ ảnh á. À, vâng ạ. Dạ là ảnh về lâu lâu anh về là về bên nhà vợ, trong khi cái nhà của anh ở là vợ anh ở, con anh ở. Vâng. Tuy nhiên Dạ. bạn vẫn Rồi. không biết là tình cảm thực sự của người đàn ông này với bạn như thế nào đúng không Dạ ạ? đúng Vâng. rồi đó chị. Vâng, chuyên gia tâm lý học là anh Đinh Đoàn của chương trình chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn. Xin mời anh. Dạ. Rồi chào em, năm nay bao tuổi Dạ rồi em em? chào anh. Dạ em nay em 42 tuổi rồi anh. Uầy, ôi nghe giọng cứ như hăm mấy ấy. Mà Dạ. thấy lại ngây thơ hồn nhiên nữa chứ. Mày cứ tưởng rất là trẻ. Thế anh ấy sáu mấy rồi? Dạ anh ấy cũng bằng với em luôn, bằng tuổi với em luôn. À thế à, vợ Dạ. anh ấy chắc cũng quãng quãng ấy đúng không? Dạ tại vì hồi đó em cũng em thôi gia đình em ly dị chồng em rồi, cái em thấy ảnh nói chung là ảnh cũng Dễ nói chuyện thương. cũng ngọt ngào dữ lắm. Rồi. Em tính thôi chồng em đâu, em không lấy chồng nữa, em ở vậy rồi em thấy ảnh nói chuyện cũng ngọt ngào, thấy ảnh Rồi. đối xử thấy cũng được, em mới Thế về này này. sống với ảnh này 2 Rồi, năm rồi anh đó anh. hiểu rồi. Ở được với nhau 2 năm mà bây giờ vẫn còn muốn tiếp tục, chứng tỏ là anh ấy có rất là nhiều những thứ mà quý giá đúng không? Mình cơ bản nhất là trong cái mối quan hệ này mình phải biết mình là ai. Em là bồ, còn anh ấy thì là người đàn ông có vợ và vợ người ta thì vẫn là vợ. Mà đã là bồ thì gặp được một thời gian nào hay thời gian đó mình không thể kỳ vọng rằng là muôn thuở muôn kiếp muôn đời được. Bởi vì nó chẳng có cái gì là ràng buộc cả. Mình là kiểu dạng làm thêm ấy mà. Anh kia thì anh ấy sống với vợ này với con rồi. Thế mà vợ con anh ấy có thể là có điều này điều khác, người ta không thật sự hài lòng. Thế nhưng mà vì nó còn nhiều thứ gắn bó cho nên người ta không dễ dàng mà bỏ nhau được. Thế còn gặp mình thì mình là người tự do này. À, mình có quyền là lựa chọn, mình quý ai thì đấy là quyền của mình này. Vì vậy đến với mình nó rất là thuận lợi, thuận tiện. Cho nên anh ấy đến và anh ấy duy trì trong 2 năm vừa rồi. Tương lai của em sẽ là thế này. Một là nếu em ngoan ngoãn mà không có đòi hỏi gì nữa, mà vợ anh ấy không phát hiện ra, thì anh ấy sẽ ở với em lâu lâu một chút nữa. À, nếu và trường hợp mà bà vợ phát hiện ra đến đánh ghen thì anh ấy sẽ chạy về với vợ anh ấy và con anh ấy. À, trường hợp thứ ba là nếu như mình mà cứ mè nheo đòi hỏi là phải có danh có phận, rồi là phải hết lòng hết ý, rồi mà tỏ ra là còn ghen ngược, tức là cấm anh không được về nhà với vợ, thì anh cũng có thể rút lui. Thế còn thì hiện nay anh ấy vừa có vợ có con lại có thêm em nữa, tội gì anh phải rút lui. Con người ta vốn bản tính nó cũng hơi hay hơi hơi tham tham một tí. Thế thì chỉ có nếu người phụ nữ nhận ra rằng mình chẳng là cái gì của anh ấy, chỉ là cái nơi mà anh ấy đến cái lúc anh ấy chán vợ, mà rồi nào anh có mất cái gì đâu, mà mình thấy rằng mình cần phải rút lui, thì mình tuyên bố là em không thể tiếp tục sống thế này được nữa. Em từ trước giờ em có lỗi với vợ với con anh rất nhiều, dù sao chăng nữa anh vẫn là người đàn ông có vợ. Nếu như mà
Em mà cứ tiếp tục sống thế này thì em sẽ là vi phạm pháp luật, rồi em như thế nọ thế kia, con em nó lớn lên nó sẽ đánh giá em là người đi ở với chồng người khác, vân vân. Và mình miệng nói nhưng đồng thời mình cũng phải kiên quyết là anh ấy đến không tiếp nữa. Chứ còn thì ở với nhau 2 năm rồi, tất cả quen hơi bén tiếng rồi, mùi mẫn rồi, bây giờ mình cứ nói là mình nói cái giọng nó hơi dỗi dỗi hờn hờn mát mát đấy mà anh ấy chả chịu đâu. Không biết Không, anh ấy ở bên nhà em á, con cái gia đình anh chị em á, đầu là ai cũng rất thương anh ấy, không có ai ghét, tại anh ấy nó không còn sống với vợ nữa đó. giờ. Rồi người nào cũng thương anh ấy giống như là con rể, là giống như một đứa cha, người cha trong gia đình nha. Nhưng mà thế này, có lẽ ở trong đó vì mọi người cũng cứ nhìn nhận các vấn đề nó rất là đơn giản, vùng nông thôn, vùng quê, chứ còn thì đúng ra là vi phạm pháp luật đấy. Là một người đàn ông đang có vợ mà để chuyển sang sống ở một nhà khác, và lại gia đình nhà ấy lại cứ coi người ta như con rể nhà mình thì là vi phạm pháp luật. Và đặc biệt là cái cô vợ kia chắc cô cũng chán cái ổng này lắm chứ. Chứ còn nếu mà cô ấy còn thương, cô sẽ tìm ra bằng được xem là bây giờ lại đi ở với cái cô nào, cái con nào. Cô ấy mà đến cô đánh ghen thì đứng về mặt quyền là cô có quyền, cô bảo vệ hạnh phúc của cô ấy. Còn mình thì là người đang sống với chồng người khác. Đấy, cứ gọi đúng tên nó ra như thế thì mình sẽ biết rằng là mình đang ở chỗ nào, đang ở đâu. Và khi đã là chung sống với chồng người khác thì được ngày nào hay ngày đó. Cũng giống như mình giật tạm, mượn tạm dùng ấy mà. Nhiều người thì người ta còn tham nữa cơ, không chỉ có vợ, không chỉ có một mình cô em, mà ở đâu đó là còn một cô nữa cơ, mà với ai cũng ngọt như thế. Tất nhiên không phải tất cả, đấy là những người đàn ông cũng không đàng hoàng, chứ còn cứ tử tế thì cũng không ai đến mức độ là tất cả đàn ông đều tham như vậy. Thế nhưng mà mình có phải biết suy nghĩ chứ đừng có nghe bằng mỗi tai nhá. Mình cũng chững chạc rồi, tưởng là cô bé 29, 20, 18, 19, đôi mươi chứ 40 mấy tuổi rồi mà cứ nghe ngọt lại ở, xong rồi mấy bữa nữa lại một ông khác lại nghe ngọt lại ở, thì rồi không biết là mình cứ biến cuộc sống của mình nó linh tinh như thế thì rất là mệt. Hãy nhớ rằng mình cũng đã từng có chồng, hiện nay đang có con, rồi có khi tới đây, à thằng cu nhà mình là con trai đúng không? Dạ, con em trai em gái hai đứa. Trời ơi, sắp lên bà nội bà ngoại rồi đấy, rồi bà mà không nghiêm túc là các cháu nó phê bình bà đấy nhá. Vâng, hy vọng rằng bạn sẽ gặp may mắn trong cuộc sống và trong tình yêu. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin cảm ơn chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn ạ.